Xin chào anh em, trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng. Em xin review cái con máy nổ Kubota ba máy nha anh em. Con này là D722 nha anh em. Đây, D722 sơn zin nha anh em, sơn zin toàn tập ạ. Cái bô lửa mà anh em thấy còn trắng gì nè, anh em chưa cháy luôn nữa, ốc tán còn sáng hới à. Máy gì chạy là chứng tỏ là rất là ít nha anh em, nếu chạy nhiều lại cháy đen xét nhạt à. Đây mã số đây, có gì anh em có nhu cầu thì chụp hình lại gửi cho em. Con này nó có cái bơm dầu thủy lực nha anh em, đây bơm đôi luôn. Con này cũng có tắt điện anh em, muốn tắt cơ thì tắt, tắt điện tắt nha anh em. Bu ly đồ còn rất là đẹp. Rồi em quay sơ lược rồi em test nổ cho anh em xem ha. Anh em nhắn vô là tắt ra. Rồi anh em nào có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0938312207 nha anh em, công ty Đức Tùng ạ. Em xin cảm ơn anh em ạ.